Bạn muốn mua hạt xếp giá rẻ, hãy đến với shopnickre24h. Ok, đi quay báu vật nhé anh em. Nhiệm vụ quay báu vật. Siêu tập đủ 7 móng mèo, nhận tất cả vật phẩm trong danh sách. Wow. Báu vật à. Ok. Quả cầu may mắn cách pâu 100 quả. Mua cái này là phải tốn nhiều. Thật, con dao này phải tốn nhiều anh em ạ. Chắc chắn là phải tốn nhiều. Bây giờ tôi sẽ đặt mục tiêu trong đầu của mình là 7 cái móng mèo, 7 cái móng mèo. 7 cái móng mèo, khó lắm ấy, không phải dễ đâu. Bắt đầu thấy khoai khoai đấy. Bây giờ mình sẽ mở bài nhạc nghe đây. Số remix. Ok. Đồ nãy giờ quay 20 quả mà nó không ra được cái gì luôn anh em à. Vậy là 7 cái móng mèo này rất là khoai đấy. Thật, 7 cái móng mèo này thật sự rất là khoai đấy. Khoai lắm. 10 lần một phát ra luôn. X10 có tỷ lệ cao hơn A Tú. Mở 10 quả cho nhanh anh. Quay 10 lần một phát. Trời ơi, quay 10 lần một phát ra luôn hả? Mau quay cái đó là đốt tiền đấy. Ủa tại sao? Tiền đâu phải của mấy ông đâu biết tiếc đúng không? Nè, tôi cho ông xem nè. Mua quả cầu may mắn bằng câu coi nè. Một quả là 8.000. 10 lần quả là bao nhiêu? 80.000. Hả? Một lần click chuột là tốn 70.000 đó cha. Ặc VTC ác cho GoCoin thoải mái đi hả? Ặc VTC ở đâu? Cái ặc này của khách mà. Alo. Ủa trúng cái vậy? Ủa mình trúng cái vậy? Trúng rồi nè. Ủa sao trúng cái vậy? Ủa trúng cái móng mèo đúng không? Ủa vậy là trúng rồi đúng không? Phải không vậy? Ủa có thấy đâu? Ủa có thấy cái móng mèo đâu? Vậy là mình trúng cái gì? Ủa là sao? Rõ ràng nó hiện trúng mà ta. Sao không thấy cái gì vậy? Một tính năng đó không phải lỗi đâu anh em ơi. Để trúng thêm một phát nữa coi là biết ngay ấy mà. Ô bây giờ mới trúng nè. Ủa là sao? Bây giờ mới trúng nè anh em. Một mỏng nha. Một mỏng đấy chưa? Ông nào bảo mở 10 lần ơi. 10 lần có quần á mà trúng. Bây giờ ráng lên. Bây giờ chỉ còn 6 cái móng nữa thôi anh em à. 6 cái móng nữa. Vậy là cái đấy là mình phải kiện VTC đúng không? Cái đầu bị lỗi đúng không? Rõ ràng cái đầu là mình quay trúng báu vật rồi mà không thấy cái gì cả. Vậy là x2 đúng không? Không biết có phải hay không. Lâu lâu thử 10 lần một phát hả? Má 10 lần khó lắm anh em à. Ô! Ô! Ôi 10 lần ra nè. À đu. À, tôi xin lỗi anh em nhé. Ông nào vừa nói 10 lần rồi. Vậy là được 2 cái găng tay rồi. Đó. Má ông VTC nào nghĩ ra cái mở 10 lần nè. Mở 10 lần là đốt tiền kinh khủng luôn. Thấy chưa? Anh em chỉ cần click một cái thôi là anh em mất 100.000, gần 100.000, hiểu không? Open 10 lần nè. Đù. Má mất mẹ 2 tô phở rồi. Quay báu vật mà mấy cái ông cứ theo kiểu khoa học là không được đâu. Không có đâu. Khoa học khó lắm. Quay báu vật là tâm linh rồi. Má khoai nha. Tự động đi hả? Wow. Tự động đi kìa. Được. 3 móng rồi. Ôi tuyệt vời. Được. Bây giờ chỉ còn cách đích 4 móng nữa thôi, 4 móng nữa anh em à. Ui còn 82 quả, 82 quả này ít nhất nó phải ra 2 móng nữa. Auto 10 lần đi hả anh? Cái gì vậy? Auto 10 lần nó không có cảm giác trúng báu vật đâu em. Thật. Nè, tôi quay một phát thôi nhá. Một phát thôi nhá. Được anh em ơi, được anh em ơi, ra rồi nè. Được. Trời ơi. Ây da. Ok anh em ơi. 4 món mèo, chỉ còn 3 món mèo nữa. Ok, 10 quả cuối, 10 quả cuối. Chúng mày ngân là. Rồi. 10 quả cuối cùng. 10 quả cuối cùng. Mở 10 lần nè. Dạ yeah. Ui, éo được cái gì rồi anh em ơi. Được một cái nitra. Không, như vậy là thành công rồi. 4 cái móng mèo trong 200 quả. Thấy tiền không? 4 triệu 686. Anh em thấy không? Tiền à, 4 triệu 686. Nó sẽ ra 200 quả nữa ra rồi. Ủa? Mở một phát 10 lần cho anh em xem nè. Ồ, oh, chưa. Cái ROM này mình chưa nóng, mình chưa mở được kiểu vậy. Mở vậy tốn tiền lắm, mỗi lần mở là hết tô phở. Oh. Làm phát 10 quả rồi. Đù. Đau tim quá, không trúng một phát nào luôn. Thôi tôi quay tự động nhá, xong rồi đi vệ sinh nhá. A few moments later. Cái gì vậy trời? Mất ở trong nồi tôi đãi không đều luôn đấy mà, éo ra luôn. Má. 100 quả không ra một cái móng mèo luôn. Cái gì? Đôi chuột em bấm hả? Rồi bấm tiếp đây. Bấm đây. Bấm đây. Không ra 200 quả mà không ra một cái gì luôn. Anh em thấy nó vô lý không? Đu. Trời ơi là trời. Tích 12 lần đúng không? Ô, cái gì vậy? Đù. Thề với anh em nó không ra luôn. 200 quả không ra một cái móng luôn. Xin chúc mừng. Chúc mừng cái gì? Một trăm quả cuối cùng nè. 100 quả này sẽ có quả ra. Thôi đừng nóng, đừng nóng, đừng nóng ông ơi. Đừng nóng ông ơi. Đó, đừng nóng. Tôi nói rồi đừng nóng mà. Đừng có nóng. Rồi ok. Đừng có nóng. Được rồi. Uy tín rồi. Đã ra như vậy là mình đã có được 5 cái móng mèo. Mình đã có được M200 chay tắc Platinum Blue phiên bản búp bê. Bắn như cứt á. Quan trọng là 7 cái móng mèo nè. Quay tiếp cho những lượt luôn. Cái lượt đang hên, quay tiếp luôn. Ủa? Là sao? Ủa? Trời ơi. Sao 200 quả nãy nó không ra luôn đi? Đu. Không biết nói như nào. Bây giờ 55 quả này nó ra thêm một cái móng mèo nữa là ok, đẹp. Xong rồi. Đúng không? X10 một lần đó hả? Không có em ơi. 27 quả này phải làm sao? Nó phải ra, yên tâm đi, tin tôi đi. Tôi nói rồi, bây giờ VTC nó độ tôi rồi. Tôi bấm 19 quả này nó ra 2 cái móng nữa cho anh em xem nào. Yes. Không ra. Thôi. Nãy giờ mình tốn bao nhiêu rồi nhờ? 2 triệu 4 rồi nhờ. 50 quả nữa anh em à. 50 quả nữa. Lên nè. Một mỏng nữa thôi. Sai rồi. Cố lên. A few moments later. Không ra. Nó không ra nè, nó không ra. Má cây nhờ. 50 quả mà nó không ra được cái nào nhờ. Vô lý. Chả lẽ bây giờ một lần nữa thôi, một lần nữa thôi. Đó là một sự quyết đoán. Đó là một sự quyết đoán. Má nó phải thế chứ. Nó phải thế. Cứ quả này quả gần cuối luôn nè. Lần thứ 10 luôn nè. Quả là gần cuối luôn nè. Anh em tính giùm tôi số tiền hôm nay mình bỏ ra bao nhiêu để có được con dao. 2.544k. Ok. 600 quả. Đồ. Quá dữ, quá dữ. Bạn muốn mua hạt xếp giá rẻ, hãy đến với shopnickre24h.